Chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi nữa nè các bạn ơi. Wow, mình thấy có cả những đồ chơi khủng long bạo chúa nữa nè các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, trên kia rất là nhiều đồ chơi những con vật nữa nè. Wow, xịn sò nha. Mình lại thấy có một cái mặt nạ nữa nè các bạn ơi. Wow, bên này lại có cái mặt nạ nữa nè. Wow, đồ chơi xịn sò nha. Wow, một cái xe gì đây? Xe gì đây cũng rất là bự luôn các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, để mình xem xe đi. Wow, xe có bác tài xế nữa này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Chà, xe bẩn lắm các bạn ơi. Wow. Hey. Wow, những đồ chơi đây cũng rất là bẩn luôn nè. Wow, đồ chơi bẩn lắm các bạn ơi. Wow, cái tay của mình cũng rất là bẩn luôn nè. Wow, đây có một cái đồ chơi gì đây đây các bạn ơi. Wow, đã nha. Mình sẽ cho vào rổ đi. Wow, đồ chơi mặt nạ đá các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi những con vật nè. Xịn sò chưa? Hay. Wow. Wow, xe các bạn ơi. Wow, xe đồ chơi đã nha. Wow, xe bự nè. Wow, bắt tài xế cũng bị bẩn luôn. Rồi vào thôi. Wow, xe bự các bạn ơi. Wow, mặt nạ nè. Wow, rất là nhiều đồ chơi những con vật đây. Thấy chưa? Wow. Wow, đã các bạn ơi, nhiều đồ chơi lắm nha. Hay, một cái con gì đây có rất là nhiều cái chân luôn này các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 luôn. Wow, 6 cái chân luôn. Thấy chưa? Wow. Wow. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Một cái ngôi sao nè. Wow. Rồi vào luôn. Wow, xe nè, xe gì đây đã lắm các bạn ơi. Wow. Chà, cả một rổ đồ chơi đầy luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi mình rửa xem đồ chơi gì nha các bạn nha. Wow, các bạn ơi. Nước rất là đã luôn, nước trong và mát lắm các bạn ơi. Rồi đầu tiên mình sẽ rửa xe cho các bạn xem nha. Wow, xe đồ chơi đã nha. Wow, không biết đây là một cái xe đồ chơi gì đây các bạn ơi. Wow, sạch chưa? Wow, sạch bên này các bạn ơi. Wow, xe đây mình thấy có 6 cái bánh xe rất là bự nè. Có 4 cái bánh xe sau và 2 cái bánh xe trước các bạn ơi. Wow, để mình xem tới nè. Mình biết rồi các bạn ơi. Wow, đây là một cây xe bồn. Wow, đây là một cây xe bồn chở nhiên liệu nè các bạn ơi. Chở sen và những chở dầu nè các bạn. Wow, đã nha. Xe nữa nè các bạn ơi. Wow, cái xe đây bự lắm nha. Wow, mình rất là thích những cái xe bự đồ chơi vậy luôn á. Chưa? Wow. Để mình xem bác tài xế sạch chưa này các bạn ơi. Bác tài xế đã sạch rồi nè. Wow. Rồi để mình xem thử nè. Để mình xem. Các bạn ơi, mình biết rồi. Nè các bạn ơi. Đây là một cây xe ô tô bên bự nè. Wow, nó có thể bên lên được này các bạn ơi. Xe chở đất đó nha, ô tô bên chở đất đã chưa. Wow, xịn sò nha. Được 2 cái xe luôn các bạn ơi. Nè, đây còn cái xe nữa này các bạn ơi. Đủ chơi xe tiếp nè. Wow, biết là xe đây xe gì ta. Wow, đã chưa. Wow, để mình xem. Xe gì mà sao những cái mặt dán nó bị rớt hết rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình thấy rồi nè. Nó có cái chữ xe bán tải này các bạn ơi. Wow, vậy là đây là một cái xe bán tải đồ chơi này các bạn ơi. Wow, đã nha. Được 3 cái xe bán tải luôn. Wow, xịn sò nha. Bây giờ mình sẽ rửa đồ chơi con vật đi các bạn ơi.
Wow, đồ chơi gì đây? À, một đồ chơi khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Wow, đã nha. Hey, mình rất là thích những đồ chơi khủng long bạo chúa như vậy luôn đó các bạn ơi. Wow, đã nha. Hey, tiếp tục nè. Wow, à, lại đồ chơi khủng long bạo chúa nữa này các bạn ơi. Aha, đã chưa? Wow, nha, wow, khủng long này có rất là nhiều cái rang luôn các bạn ơi. Wow nè, rất là nhiều cái rang xịn sò chưa. Wow, đã nha. Wow, mình rất là thích luôn. Wow, đã. À, con nhịn nó dính cái đuôi này các bạn ơi. Wow. Đây là cái gì đây? À, các bạn ơi, lại khủng long bạo chúa nè. Wow, wow, cha cha, rất là nhiều đồ chơi khủng long bạo chúa luôn. Wow, xịn sò các bạn ơi. À, wow, để mình xem thử nha. Wow, lại khủng long bạo chúa nữa nè. Aha, wow, đã các bạn ơi. Wow, khủng long nó kêu được nè các bạn ơi. À, đồ chơi này nó có cái còi nè. À, mà sao nó kêu không nổi ta? Đó, nó bị vào nước rồi các bạn ơi, nên nó không kêu to được nha. Wow, được 4 con khủng long bạo chúa rồi nè các bạn ơi. Wow, đã nha. Đồ chơi khủng long bạo chúa nhiều ghê các bạn ơi. Wow, để mình xem thử nè. Đây là cái gì đi? À, lại khủng long bạo chúa nữa nè các bạn ơi. Wow, khủng long này nó có nhiều cái lông, cái hoa hoa, cái lá lá trên cái lưng này các bạn ơi. Wow, nước nó xịt ra nè. À, các bạn ơi, wow, được 5 con khủng long đồ chơi bạo chúa rồi. Wow, đã nha. Đây, mình sẽ rửa cái mặt nạ gì đi. Wow, wow, mặt nạ gì đây các bạn ơi? À, đây là một cái mặt nạ siêu nhân người thú các bạn ơi. Wow, có cả những cái mặt nạ luôn nè. Ê, đã nha. Wow, cái đây là đồ chơi gì đây? Wow, để mình xem thử nè. À, mình sẽ xịt nước ra nha. À, các bạn ơi, wow, lại khủng long bạo chúa nữa nè. Wow, nhiều khủng long bạo chúa lắm các bạn ơi. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, được 6 đồ chơi khủng long bạo chúa luôn nè các bạn ơi. Wow, xịn sò nha. Hay đã các bạn ơi. Wow, nhiều khủng long ghê á nha. Wow, đây là cái gì đây? À, một đồ chơi con bò này các bạn ơi. Wow, đã nha. Ha, con bò nó đứng được lên cái xe bồn luôn nè. Wow, đây là đồ chơi gì đây? Wow, cái tay nó còn dính các bạn ơi, để mình rửa cái tay cho nó sạch nè. À, wow, đây là một đồ chơi con voi. Wow, con voi kêu to chưa? À, con voi sẽ đứng lên xe bắn tải với con bò luôn các bạn ơi. Wow, tiếp tục đi, con gì đây? Wow, con này kêu được này các bạn ơi. Wow, để mình xem cái này nha. À, đây là một đồ chơi con hổ này các bạn ơi. Đồ chơi đây có cái còi. À, vui các bạn ơi. Wow, con hổ này sẽ đứng lên cái xe bán tải đi. À, xịn sò chưa? Wow, rồi, mình thấy còn một cái mặt nạ gì đây nè, để mình xem nữa nha. Wow, wow, các bạn ơi, đây là một cái mặt nạ siêu nhân robot. Wow, được 2 cái mặt nạ luôn, đã các bạn ơi. Wow, đồ chơi gì đây? Wow, để mình xem thử nè. Các bạn ơi, đây là một đồ chơi chó cứu hộ nè. Wow, đã chưa? Đây là đồ chơi chó cứu hộ Maso. Wow, đồ chơi này hình như cũng có nhạc các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, cái đây cũng đồ chơi gì đây? Cũng giống đồ chơi chó cứu hộ lắm các bạn ơi. Wow, để mình xem thế nè. Lại đồ chơi chó cứu hộ nữa nè các bạn ơi. Wow, đã chưa? Đây là đồ chơi chó cứu hộ Rappo. Wow, xịn sò nha. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi con vật luôn. Wow, để mình rửa 2 con ra đi. Wow. Rồi, để mình xem thế nè. Đây là một đồ chơi con hà mã này các bạn ơi. Wow, đã nha. Và đây là đồ chơi bắt gấu. Wow, cha, xịn sò nha. Wow, nó bị mát cái đuôi. Gỡ nó ra rồi. Wow. Hey, để mình xem thử nè. Phía trên đây là một đồ chơi con báo đốm này các bạn ơi. Và phía dưới đây là con gì đây ta? Đây là đồ chơi con sư tử nè. Wow, có cả đồ chơi con sư tử nữa các bạn ơi.
Wow, đã nha. Rồi mình sẽ cho lên cái xe ô tô bên đi. Wow, nhiều quá các bạn ơi, đã nha. Wow, để mình xem thử nè. À, đây là đồ chơi con gì đây ta? Sao mình không biết ha? Wow, các bạn ơi, à mình biết rồi, đây là một đồ chơi con sư tử biển nè. Wow, có cả đồ chơi luôn. À, đây là một con gà mái các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Wow. À, nhiều đồ chơi ghê. À, ở đây còn 3 con đồ chơi nữa nè các bạn ơi. Wow, để mình sẽ rửa hết nha. Wow, để mình xem thế nè. À, đây là một đồ chơi hình sao biển nè các bạn ơi. Con sao biển ở trong bộ đồ chơi câu cá đó. Wow, đây là một con vịt. Wow, có cả con gà và con vịt luôn. Wow, đây là đồ chơi con... À, con kiến khổng lồ nè các bạn ơi. Wow, con kiến to ghê ta. À, đã nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi. Có cả chó cứu hộ và những con khủng long bạo chúa nè. Wow, có cả xe và những đồ chơi con bạc mặt nạ nữa các bạn ơi. Wow, đã nha. Wow, bây giờ mình sẽ đem hết đồ chơi về mình chơi nghe các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.